Bà xuống đây nè tổng hợp ní ngày này dương mà chụp ní xa chỉ thầm mây mà đoàn tiết hơi nó không ngày ní nhóm nâng lợt mê riêng thầm mây mũi cứ bẹp con nâng ESXi bà chẳng nhóm nâng riêng nè tổng hợp ní ổng phí mùi than cứ này cá đồng láng ESXi nâu lơ VMware Workstation bà thì mũi dương chập đam bà bạc nâu VMware Workstation dưỡng tổng hóa dương vô biết create a new virtual machine và next tao mình tiếp riêng chapter đam vô page VMware ESX và lấy nhầm vô page ESXi version thèm chuẩn và lấy cứ location dương store và chờ máu new version thèm chuẩn thèm next bà ní cứ tùm hôn mà dương đã mất tha trải bà dương đã tùm hôn mán ní dùm đã tham rồi chí bà ní tao mình tiết vô customize hạt vía tao mình tiết dương vô pia như cd dương file nâu file ios chạy bảo bà tao mình dương tàu hộ ios file dương bà ní ios file close bà finish to một tiết dương chập đam cho lớp việc power on mình sẽ đón mình để xem video image ở khớp chân dư cho edit và hãy dư cho tôi vào khoảng lâm rõ viết và chân dư phần đi mong ok power on và đi bà ấy chập đam bút thi nhé và nếu chấp đáp bù tới requirement viết thở ca RAM chấp bị buôn chi lớn CPU two call bà này hiện dù tích đôi xa tại phụ
ESHI đang dẫn thùng đá thì mệt vậy. Chập đam start up tại tuần hướng switch. Và tạo mà dừng cho việc enter cho app đập mũi tầm bài sắp continue. Tổng tiết cho việc enter ní cư chi partition là dừng install nhưng mới partition ní cư mà rồi chi và dừng cho enter tầm bài continue ní dừng vô US enter continue. Tao mới dùng đặt được password root mà cái password này chỉ password root về dùng login và enter chập đam scanning system hiện dù bình tích tao mình tiết dùng cho em đập mũi đầm bị install đó. Và installing ESHi version 5.5 và nó dư ngập bông ta progressing install lấy bàn 1.2.3 và lần 1.3 lấy
chẳng bàn tụi một cái bàn xem tụi phải rồi chiến sắp buồn kẻ rồi bạn phải tập mồi phe rồi ấy, chỉ complete installation. Bạn bạn cao sắp phía rồi nhé. Ba dương complete install á chẳng gì chập đam enter đâm bay reboot system mới chập đầm đi bù đấy vì sẽ chơi dương dương install complete đấy mà chập đầm đi bù
bà này dương chập đầm thì bù chập ấy dương khơi nhận mình IP hiện mình ấy thế chẳng dương cho FP mà dương input nó password bỏ hà rốt để dương bàn đắc mà enter bà này cứ dập trang bỏ ESHI vô sẵn phạm tự phạm bà dương ai chủ tổ khẩn vịnh gỡ password bà dương ai khẩn vịnh gỡ management network nick lại là IP mà dương chủ enter máu hay tổng dương chủ PIP configuration và enter máu hay dương và configure chia static cho người tiên đã tham rồi cao phí về phòng bảy cho muối và cho xem sắp cho mà đừng ấy và tổng tiết chúng ta xâm lệnh má và pi phạm cho và số kết với em đã mở rồi cao phí về phòng bảy cho mỗi chạy buồn bà dựng chạy viện Inter bà Inter mới tiết nó tầm mới dựng chạy escape key bà apply change the restart management network dựng chạy viện chạy bà nè nếu mà anh không bị gỡ IP address 22 chừng dựng chạy trên nó bà nè chừng khởi nhé mà rồi cao phím rồi không bấy chạy xam sắp chạy 2 chạy mũi chạy xam sắp bà chừng dựng ai tép hình viên cao nó rồi không bằng 7 trên mũi cho xem sắp ba tân xoay tí chân nhóm chập đam chênh lại những xích thiên adapter với sánh ba nhỉ tôi xa tay IP nâng cư xìm đại vô chia hộp mà nhỉ dân chô mặc lại edit vô virtual network editor bà này họ bà chứng cho mình phơi gạp hình mà đoàn tiết bà con scroll đi xong cho tôi chạy dùm đoàn tiết sẵn bà trâu ấy chứng chạm đam đi xa mẹ bởi mùi sẵn bà chứng lọc in cho ESH restart network và chập đâm restart đấy ok khi mình phơi cáp pin mà đoạn thiết và này có nền ở nền khởi nhé và chân ở quân chấn xin gặp cả tạm đàn video này xong chui cho subscribe hay nâng nâng share không mấy rìm mà tóc nhóm nâng bà hai nhẹ từ ngọt nế rồi biếp ở sách tổ khăn ESHI tam rồi dạ vì spear client bà ở cùng